Xin chào 70 anh xem nhá. Con nào ăn thịt chó alo nhá, em ship nhá. Chó ngon nhức lách luôn. Cứ alo là em ship ạ. Chào anh Yên Trinh nhá. Em vừa mua hàng được chăn rồi đây. Xin chào mọi người đang xem. Bạn nào ăn thịt chó thì alo nhá. Ship tận giường luôn, chỉ được gấp. Em chào anh Ngũ Hợp nhá. Cảm ơn anh nhá, uy tín hơn anh ạ, chó toàn chó uy tín, không làm chó già không ngon. Hôm nay rằm nhưng mà vẫn làm nhiều cho bà con gấp cho nó mát, rằm mọi khi là nghỉ một buổi đấy nhưng mà hôm nay em vẫn cứ làm, không có tiền là làm hết. Ít nữa nhãn chín, bác nào mua cân thịt chó em tặng cân nhãn nó mát. Thầy nhãn năm nay sai lắm, khuyến mại cân nhãn. Chữ hút tốt lắm anh ạ, hôm qua em tặng khách hàng mà 2 cây húng chó rồi, hôm nay bác nào thích em tặng cây nữa. Đây rau thơm nhà em, rau thơm sạch tốt quá trời luôn, ăn không sửa. Trồng một sào rau thơm chuyên phục vụ bán thịt chó. Xin chào 11 người đang xem nhá. Ui, nắng quá. Xin chào chị Đỗ Hội nhá. Uy tín luôn, thịt chó còn quá trời nhức nách. Chào chị Hồng Nguyễn nhá. Xong việc rồi chị ạ. Đi đám này phát là múc luôn rồi, xong việc luôn. Ở nhà thu chó nọc rồi về chỉ cứ lọc thì thôi. Chào anh Hòa nhá. Em quảng cáo tí cây nhãn nhà em về rau thơm tí cho cả nhà xem. Cây nhãn sai, chưa sáng này chưa có cái nào sai như cái này rồi. Nhanh như cơn gió chị ạ, vèo phát xong. Đây rau thơm này, bác nào ăn thịt chó Hà Nội thì em gửi thịt chó em khuyến mại cây rau thơm nhá. Rau thơm này tốt lắm, trồng một sào rau thơm để phục vụ thịt chó. Ui, nắng. Chào Nguyễn Văn Đồng. Không phải biết này chín chưa, gấm không, có đây cho nó chín này, phơi nắng này cho nó chín. Em chào chị Xuyến nhá, bác nào ăn thịt chó thì alo nhá, em gửi xe nhá, chị chó chín rồi, ăn cho nó mát. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Ok chị Hồng ơi, hôm nào ship thịt chó nhãn chín là tặng cân nhãn luôn. Cứ bác nào ăn thịt chó em tặng cân nhãn.
em bao cả cây này của ông nội rồi. Cây này phải đến tấn quả. Sai từ gốc đến ngọn. Úi giời, phải bắt cả chuối này nữa. Xin chào 13 người đang xem ạ. Bác nào gấp thì alo nha, em đi bóp rượu mận đã. Còn rượu mận nữa là xong.